lần nữa Trang Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, và hiện tại là chúng ta đang có mặt tại buổi họp báo MV ra mắt MV Hết Thương Cả Nhớ của Đức Phúc. Và về dự án lần này thì thực sự rằng là chắc là để mà gọi là nói thật là nhiều thứ, Phúc sẽ có rất là nhiều thứ để có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, nhưng mà để mà nói một cái điều ngay bây giờ thì chắc chắn là Phúc chỉ có một điều rằng là đây, Hết Thương Cả Nhớ là dự án lớn nhất từ trước đến giờ của Đức Phúc, là một dự án mà nó lớn về mọi thứ, lớn về về mặt hình ảnh, lớn về phần chi phí, lớn về phần đầu tư, lớn về phần MV, ấy nói chung là mọi thứ. Phúc cũng như là ekip của mình thực sự là rất là tâm huyết cho sản phẩm lần này, và cũng là hy vọng sản phẩm sẽ được ra mắt vào tối nay vào 19:30 trên YouTube, và hy vọng quý vị khán giả sẽ cùng đón nhận. Thì sao bạn lại chọn chủ đề để văn học hiện tập cho mình cái gì? Để chia sẻ một chút xíu rằng là cái về trước, từ có nghĩa là từ nửa giữa năm ngoái thôi, là Phúc đã có một cái ý tưởng sẽ ấp ủ, gọi là từ ấp ủ một cái dự án về, nghĩa là một cái quay một cái MV, một dự án về ngày thời xưa. Lúc đấy là Phúc chỉ nghĩ như thế vậy thôi, chứ cũng chưa nghĩ ra một cái kịch bản nào chi tiết cả, nhưng mà chắc chắn là sẽ là quay một cái kịch bản về ngày xưa. Thì khi mà nhận được cái demo của nhạc sĩ Vương Anh Tú với ca khúc Hết Thương Cả Nhớ này, thì Phúc nghĩ đây chính là cái thời điểm mà Phúc sẽ thực hiện hóa cái mà Phúc đã nghĩ trước đó, đó là một cái kịch bản thời xưa. Thì lần này Phúc nghĩ ngay đến một cái tác phẩm văn học, đó chính là Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, nên là cuối cùng là Phúc đã làm ra được một cái MV Hết Thương Cả Nhớ với một kịch bản dựa trên, lấy cảm hứng trên tác phẩm văn học Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Trong MV này thì vì sao Đức lại Phúc lại chọn đóng một cái nhân vật phản diện, và do ý tưởng của bạn hay là của ekip? Thực sự rằng là gọi là đây, cái này phải nói đầu tiên là nói về cái phần hơi thực tế một chút xíu. Nếu mà đóng vai Chí Phèo thì là sẽ cái hình tượng thì như mọi người cũng biết rồi, anh Chí Phèo và anh cô Thị Nở và anh Chí Phèo từ trước đến giờ là một cái hình tượng là nói chung là cũng sẽ không được đẹp cho lắm. Thì Phúc cũng nghĩ là mình hát và nên là mình cũng không thể nào chọn một cái hình tượng mà nó gọi là quá như thế được, nên là Phúc nghĩ rằng là thôi bây giờ mình cứ chọn sang một cái hình tượng khác. Và một điều đặc biệt hơn nữa rằng là hai hình tượng Chí Phèo Thị Nở đó là một câu chuyện, và từ trước đến nay quý vị khán giả cũng đã biết rất là nhiều, thực sự biết rất là nhiều về hình tượng Chí Phèo Thị Nở và nhân vật Bá Kiến rồi, nhưng duy nhất có nhân vật Lý Trường trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thì lại chưa được khai thác quá nhiều, thậm chí là trong tác phẩm gốc cũng như vậy. Tại vì trước khi làm ra được cái sản phẩm này thì Phúc đã tìm hiểu rất kỹ về tác phẩm gốc, thế nên là Phúc nghĩ rằng là mình đã quyết định chọn nhân vật Lý Trường với tên là Lý Cường để đóng vai lần này, thì Phúc nghĩ đó là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Bạn đặt kỳ vọng vào cái MV này thế nào, khi được xem bao nhiêu cái này? Thực sự rằng là em, cái này phải chia sẻ rằng là cho đến thời điểm hiện tại, tính từ thời điểm quay MV đến bây giờ là khoảng tính từ thời điểm quay MV đến bây giờ thì tổn thất cái gì thì chưa biết, nhưng mà thực sự là tổn thất về thể xác thì Phúc đã bị sụt đi 5 cân so với cái lúc đó. Thực sự là đây là một dự án mà cả Phúc cũng như là ekip đã tâm huyết rất nhiều, và cũng như rằng là ngày đêm đau đầu về rất là nhiều thứ, từ kịch bản, từ ngay từ những khâu đầu tiên, nên là Phúc chỉ mong rằng là tất cả mọi công sức của mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng, thì hy vọng là sẽ nhận lại được một cái kết quả thật là tốt đẹp, và cũng như là sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Phúc có nghĩ là được xem trên YouTube hay là các bạn sẽ phải lên trên hiện tại là cho đánh giá chính xác cơ nhập thì chưa nhập được sao? Thực sự rằng là em có nghĩ một điều như này, tại vì như trước em cũng đã có chia sẻ rằng là với thời điểm hiện tại trên thị trường âm nhạc của Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có một bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nào nhất định để các nghệ sĩ có thể gọi là rank ở trên đó, có thể chạy đua ở trên đó. Thì hiện tại YouTube là một nơi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ, cô chú nghệ sĩ sẽ sẽ đem cái MV của mình lên YouTube. Thì Phúc nghĩ rằng là đấy là mình không muốn tính, thì hiện tại cái bảng xếp hạng trên YouTube nó cũng là đánh giá, em nghĩ nó cũng là một cái đánh giá rất là khách quan. Tại vì khi mà nó lên được top trending, và đặc biệt là lên top 1 hay top 2, top 3 trending, thì nó phản ánh rất rõ về cái vấn đề và cái tầm ảnh hưởng của cái video đó đến với tất cả quý vị khán giả. Thì Phúc nghĩ rằng là đó cũng sẽ là một cái thước đo khá là khách quan.
lộ là nổi tiếng của cái MV này là bao nhiêu? Gọi là tiết lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Thực sự là ngay như trước đó đấy, nếu mà như quý vị có thể thấy từ không mọi thứ, đây là một MV mà Phúc, ekip của mình đầu tư nhiều nhất từ trước đến giờ. Và con số rằng là em nghĩ rằng là nó cũng có thể là tính tổng tất cả mọi thứ, và nó cũng không gọi là không thể nằm ở dưới 1 tỷ được đâu. Nên Phúc nghĩ là như vậy. Nên là đó là tính sương sương đấy. Chắc chắn là không thể nào mà dưới 1 tỷ được. Nên là Phúc nghĩ rằng là nghĩa là thực sự rằng là khi đã làm rồi thì lúc nào cũng cả Phúc cũng như là ekip chỉ muốn rằng là làm sao cho tốt nhất. Lúc đấy thực sự là vẫn chưa màng đến cái gọi là cái phần chi phí trước đã. Tại vì khi mà làm cái này lại lòi ra thêm cái kia, làm cái này lại lòi ra thêm cái này, thì đó chính là cái lý do vì sao mà Phúc chưa thể áng chừng được cái chi phí chính xác. Nhưng mà đó cũng là một cái chi phí mà Phúc nghĩ rằng là có thể bật ra ngay trong đầu ngay lúc này. Vì sao chọn chúng mình cần đó. Sau một hồi gọi là chụp ảnh và tiếp khách thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại. Thực ra là để lý do lần này đó, cái phần gọi là câu casting và chọn diễn viên cũng là một cái khâu khó ngay từ ban đầu đối với Đức Phúc. Tại vì khi mà ekip lên cái kịch bản này, lên cái ý tưởng này xong rồi mới lúc đấy là thấy cũng hòm hòm rồi đấy. Nhưng thực sự là đến mà khâu chọn diễn viên thì lúc đấy mới gọi là rất là đau đầu. Tại vì mọi người hiểu rằng là khi mà chúng ta, tại vì đây là một vai Chí Phèo, thực sự là nếu mà diễn không ra thì không thể nào mà ra được cái vai Chí Phèo đó. Thì nếu mà chọn một người trẻ quá không được, chọn một người lớn quá thì cũng có thể là không được, chưa phù hợp lắm. Nhưng mà phải làm sao phải chọn ở một người mà gọi là sao, có thể là không, cũng có thể là trung niên nhưng mà lại với một cái sự diễn xuất phải là rất là già dặn và cũng như là rất là nhiều kinh nghiệm, thì Phúc nghĩ ngay đến chú Kiều Minh Tuấn. Và thực sự là may mắn sao là vì trước đó Phúc có làm việc với cô Cát Phượng rất là nhiều lần rồi. Thì lần này khi mà Phúc gửi lời mời đến chú Kiều Minh Tuấn một phát thì là chú alo, alo, chú ạ, con có một cái kịch bản MV này, con muốn mời chú coi. Rồi, ok nhá, bắt đầu, gửi lịch luôn nhá. Chú không cần biết là một cái gì thực sự ạ. Thế là Phúc cảm thấy rất là may mắn khi mà được chú Kim Minh Tuấn, cô Cát Phượng cũng như là tất cả mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Nên là đó là một cái rất là cảm ơn chú Kim Minh Tuấn và cô Cát Phượng. Đó lý do. Gần đây có nhiều lùm xùm về cái chợ bản quyền khi mà cover các ca khúc ca sĩ á, thì bạn có muốn người khác cover các ca khúc của mình không? Về vấn đề cover lại những ca khúc thì thực ra Phúc có một chia sẻ như thế này. Thực sự là khi mà bất cứ một nghệ sĩ mainstream nào mà ra một ca khúc hay là ca sĩ ra ca khúc thì cái việc mà cover lại là một cái việc không thể nào mà cấm được, và đặc biệt là không thể nào mà tránh được những cái việc đấy. Phúc sẽ không dùng từ tránh, tại vì Phúc nghĩ rằng là khi mà có những cái lượt cover lại đó thì sẽ càng cái bài hát của mình sẽ càng được lan tỏa nhiều hơn, và cũng như rằng là sẽ nhiều quý vị khán giả thích hơn, và cũng như rằng là đó cũng là một cái để có thể biết rằng là bài hát của mình cũng đến được với tất cả mọi người và mọi người cũng rất là thích thì mới cover lại. Phúc nghĩ là đó là một cái vấn đề rất là bình thường mà không thể nào mà mình gọi là mình có bất cứ một cái gì cấm đoán được cả. Để con từ Phúc nói một chút xíu về cái vấn đề cover lại nốt một chút xíu. Cái việc tất cả mọi người, quý vị khán giả, bất cứ ai cover lại những ca khúc của những nghệ sĩ khi cho ra mắt thì Phúc nghĩ đó là một cái điều rất là đáng mừng, và nghệ sĩ cũng sẽ rất là vui về cái điều đó. Nhưng mà Phúc nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nó sẽ còn tùy vào cách và tùy vào từng chiến lược của từng ekip, của từng nghệ sĩ khác nhau để để điều chỉnh cái việc cover lại đó sẽ như thế nào. Thì Phúc nghĩ rằng là đối với lần này, với ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ, thì ekip của Phúc và cũng như là Phúc cũng đã có chiến lược cho lần này. Thì hy vọng quý vị khán giả sẽ đón chờ ủng hộ Hết Thương Cạn Nhớ và cũng như là cover lại thật nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thực sự là bây giờ cũng là đang gần cuối năm rồi, thì những dự án sắp tới thì
thực sự rằng là Phúc đang ấp ủ một ca khúc vào ngay đầu năm sau, thì cũng hy vọng rằng là sẽ có thể thực hiện được, thì đó là một cái dự án gần nhất.